Thông tin về thị trường nông sản. Trong những ngày gần đây, trên các chợ online, gà đông tạo được rao bán có giá 135.000 đồng một ký. Theo người bán thì đây là gà lai nuôi ít tháng hoặc có thể là gà tơ, không ngon bằng gà đông tạo chuẩn. Hiện tại, gà đông tạo loại chuẩn, chân to vẫn sẽ bán theo con, không bán theo cân. Còn loại đại trà, giá gà trống già tầm 200.000 đồng một ký, gà mái có giá dao động từ 140.000 đồng đến 150.000 đồng một ký. Còn gà con đông tạo mới nở, mức giá là 70.000 đồng một con.